con đã ở nhà khá lâu rồi đúng không mẹ? Các con nhớ hạn chế khi đi ra ngoài đường là phải thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng nha. Các con phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể của mình mẹ. Và sau đây, cô có một điều bí mật. Cô mời các con hướng mắt lên màn hình xem đó là gì nha. Màu xanh. Quả cam của cô có dạng gì? Dạng tròn. Quả cam của cô còn có cuống nè. Và có lá nữa đó các con. Ngoài quả cam có màu xanh ra, quả cam còn có màu cam nữa đó các con. Cam là một loại trái cây cung cấp rất là nhiều vitamin C. Vì vậy các con phải uống thật nhiều nước cam để tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình nha. Các con có biết đây là quả gì không? Đây là quả cam. Cô đã nặn từ đất nặn nè. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con nặn quả cam. Nặn được quả cam, cô cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau: một chiếc đĩa để đựng sản phẩm, một chiếc bảng con, một hộp đất nặn và một chiếc khăn ẩm. Đầu tiên, cô sẽ chọn đất nặn màu xanh. Cô dùng hai tay để nhào đất nè. Để khi nặn quả cam thì quả cam sẽ được nhẵn mịn hơn đó các con. Bây giờ, cô và các con cùng nặn quả cam nào. Tay trái của cô giữ bảng, tay phải của cô đặt đất nặn xuống bảng, xoay tròn từ trái qua phải. Các con nhớ xoay thật đều tay để quả cam của mình tròn và đẹp hơn nha. Cô đã vừa nặn xong quả cam rồi nè. Quả cam của cô trông rất tròn và đẹp đúng không nè. Cô sẽ nặn phần cuống lá. Cô sẽ lấy một phần đất màu xanh. Hai tay của cô cũng nhào đất. Tiếp theo, cô sẽ lấy dao và cắt một phần đất để làm cuống. Cô dùng kỹ năng lăn dọc để nặn cuống của quả cam nè. Cô đã nặn được phần cuống của quả cam rồi nè. Quả cam còn thiếu gì nữa vậy các con? Đúng rồi, thiếu lá đó. Bây giờ cô cũng sẽ lấy một phần đất màu xanh. Sau đó cô sẽ xoay, dùng kỹ năng xoay tròn nè. Và ấn bẹp. Cô sẽ dùng tay vuốt nhọn một đầu để tạo thành chiếc lá nè các con. Cô đã nặn xong chiếc lá của quả cam rồi nè. Bây giờ cô sẽ gắn vào phần cuống của quả cam nha. Rất là dễ đúng không nào? Cô chúc các con nặn được nhiều quả cam to nhỏ khác nhau nha. Các con nhớ khi chơi với đất nặn xong, các con phải lau tay bằng khăn ẩm nè và rửa tay thật sạch bằng xà phòng nha. Bây giờ cô xin chào tạm biệt các con.